phước như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Đứng dậy hết đi. Tỷ tỷ Kiết Tường, chúc tỷ tỷ Thọ Tỷ Nam Sơn. Đều là chị em trong nhà, đừng lại nữa, đứng dậy đi. Hoàng Thái Cực và Nhị A Ca đã được phụ hãn sai đi lo quân vụ. Trước khi đi đã nhờ em mang một phần hậu lễ tới cho chị. Ngồi đi. Trong các A Ca, chị có nói là biết chuyện nhất. Hà Thọ với Đại Phi. Chúc Đại Phi bá mẫu phước như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Đứng dậy đi. Nhìn thấy hai cháu làm cho bá mẫu nhớ tới người em. Thiên Nhĩ Hà Tề. Đại Phi, hôm nay là ngày vui, đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Được, không nói nữa nha. Bây giờ mọi người hãy mau nhập tiệc đi. Tạ ơn Đại Phi. Chúc mừng Thọ Ngạc Nương. Chúc Đại Phi phước thọ như hải. Đứng dậy, tất cả đứng dậy đi. Ngạc Nương, những người này đều là những gia công mà năm xưa chúng ta đưa từ Đồng Gia Trang tới. Và điều quan trọng là bây giờ tất cả bọn họ đều nắm hết đại quyền. Đa tạ Đại Phi dẫn chúng tôi tới đây cùng tòa dựng Giang Sơn. Đừng cảm ơn ta, cảm ơn thì phải cảm ơn đại hẳn. Tất cả hãy mau nhập tiệc đi. Tạ ơn Đại Phi. Ngạc Nương, đợi một chút, con vừa mới phái người đi mời phu hãn. Không phải cho biết chỉ tổ chức tiệc nhà không làm phiền tới phụ hãn sao? Hơn nữa mẹ đã nói với ổng là mẹ không mừng thọ nữa, tại sao con? Nếu có tổ chức thì phải mời chứ. Ngạc Nương, vào phòng đi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Ngừng lại. Dương Phi, có chuyện gì không? Quay đầu trở về. Dạ. Đại Hởn, Đại Hởn, định đi đâu vậy? Thành đã phái người tới mời, để tôi đi coi thử. Đại Hởn, không được đi. Tại sao vậy? Tình hình ở đó không có ổn. Ở cung diện tạng có người phòng vệ, học phòng của Đại Phi cũng có nhiều binh. Hơn nữa, thì vậy ở trung cung tôi là người lạ không hả? Đại Hởn, em nghi ngờ Đại A Ca. Đại Hởn cũng muốn đi hay sao? Trình ra. Đại Hãn, kiếm của ngài nè. Nói cái gì vậy? Ta không cần xài nó, họ là vợ con của ta mà. Nè. Con à, vậy chứ con muốn làm cái gì đây? Không thể đợi nữa, thời gian phụ hãn hờ hững với con đã lâu quá rồi. Nếu tiếp tục như vậy, bốn người em của con chắc chắn sẽ có lòng thay thế. Đến khi ông tuyên bố chức trừ quân sẽ thay người, như vậy đã quá muộn màng rồi. Không lẽ con... Hôm nay là ngày rất tốt, con đã bài bố hết rồi, sắp đặt tất cả thân binh ở trong cung. Phụ hãn đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, con muốn ông ngày hôm nay phải truyền ngôi lại cho con. Con không thể đối với phụ hãn như vậy. Con... con rõ ràng điên rồi. Con không có điên, tất cả mọi việc con đã suy nghĩ rất là kỹ. Ngạc Nương, nếu ngày xưa không có mẹ thì phụ hãn không có được ngày hôm nay. Từ nhỏ thì con đã coi thường ổng. Nếu nói anh hùng, Ngạc Nương mới thật sự là anh hùng. Con không bao giờ quên được cái cảnh ngày xưa mẹ đốt Đồng Gia Trang như thế nào. Và nếu không phải nhờ mẹ dẫn năm vị thúc thúc và mấy trăm gia đình chạy tới Kiến Châu thì phụ hãn đã bị kẻ thù giết chết rồi. Nếu Ngạc Nương là đàn ông, mẹ giỏi hơn ổng cả ngàn lần. Cái gì cũng đừng nói nữa, lập tức hủy bỏ cái ý định bây giờ của con. Nếu như đi làm một bước nữa, con lập tức sẽ tan xương nát thịt. Con nhất định phải làm tiếp. Ngạc Nương, con đã cho người đi mời phụ hãn rồi, đợi một khi con bước lên ngai vàng. Con leo lên ngai vàng, trong triều không có ai ủng hộ con đâu. Năm vị thúc thúc cũng là người của mẹ mà. Con nói không sai, nhưng mà họ sẽ không nghe lời của con đâu. Hôm nay con mời họ tới dự tiệc, họ có tới hay không? Bởi vì mẹ đã nói cho họ biết đừng có tới chỗ của mẹ nữa. Lời của con không ăn thua gì đâu, đó chính là chứng minh. Con đại thiện,
Dư Hoàng Thái Cực. Năm người họ chỉ nghe lời của mẹ thôi. Không lẽ mẹ không muốn họ ủng hộ cho con hả? Ngật Nương biết, nhưng mà mẹ để cho họ ủng hộ con, một khi con đường đường chánh chánh trở thành trừ quân, chứ không ủng hộ con đi mưu hại phù hãn. Mẹ hiểu lầm rồi, con không phải muốn hại ổng. Con sẽ giống như là người Hán, để cho ổng làm thái thượng hoàng. Đó là sự thiệt hại lớn nhất tạo ra ổng. Phù hãn của con là một hảo hán, ổng tuyệt đối không bao giờ cúi đầu ở trước mặt bất cứ một người nào. Không lẽ mẹ thật sự không muốn giúp con hả? Xin mẹ hãy nể tình của tổ gia gia. Tổ gia gia của con cả đời lỗi lạc, nếu như ổng còn sống, tuyệt đối không để cho con làm những cái chuyện như vậy đâu. Nếu như cả mẹ cũng không chịu giúp con, nghĩa là mẹ đành nhìn con bị chết trong tay của phù hãn rồi. Con à, mẹ tuyệt đối không để cho con hại tới phù hãn của con, và cũng không thể nhìn thấy phù hãn của con hại con. Con yên tâm, Ngật Ngừng bảo đảm với con sẽ trả lại cho con một phù hãn hết lòng thương yêu con. Đại phi, đại hãn tới rồi. Nhớ kỹ, tất cả không có xảy ra chuyện gì, chờ đợi tin tức của Ngật Nương. Đại hãn gia lâm. Thỉnh an đại hãn. Đứng gì hết đi. Tạo đại hãn. Nếu như ta nhìn không lầm, những người có mặt đa số đều là những người già năm xưa của Đồng Gia Trang. Thỉnh an với đại hãn. Thỉnh an phu hãn. Thanh Á, đứng dậy đi. Ta đại hãn. Đại hãn nói không sai, 3 năm qua toàn nhờ ân điển của đại hãn. Đại hãn, ông còn nhớ như nô tài yên tiền mã hậu như chúng tôi năm xưa, thật sự làm cho lão nô cảm kích rơi lệ. Đứng dậy hết đi. Ngày hôm nay là sinh nhật của đại phi, bà ta mới là chủ nhân của thọ yến. Thanh Nhã, mời mọi người uống rượu đi. Đại hãn đã lên tiếng, còn có chuyện nhập tiệc, chư anh mời tất cả đứng dậy đi. Tạ ơn đại hãn. Mời, mời các vị nhập tiệc. Xin phu hãn nhập tiệc. Đại hãn mời. Ngồi. À, đại phi, chúng tôi mời bà một ly. Chúc đại phi phước như đông hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bốn mươi năm rồi, Thanh Á, ly rượu này em nên mời em mới được đó. Thanh Á già rồi, già đến nỗi mình sắp không nhận ra mình. Đại hẳn, ngài còn nhớ lần đầu tiên chúng ta uống rượu chung với nhau hay không? Ở cánh đồng phía sau Trang Viên. Anh còn nhớ à? Lúc đó em không biết uống rượu, 3 ly rượu vào trong bụng đã xem những áng mây ở trên trời giống hệt như là đàn dê của gia đình chúng ta, và còn hỏi anh mãi dê tại sao lại bay hết ở trên trời vậy. Ngày hôm nay em uống nhiều, chư anh hãy mời một ly rượu với phụ hãn của con đi. Dạ phụ hãn, con xin thay Ngạc Nương và bản thân của con chúc phụ hãn thước phò viên niên. Chén rượu này nhiều quá, hớp một miếng thôi. Đây là tấm lòng của con và em. Đại hãn, hãy uống chén canh sâm để giải rượu đi.
Tiệc rượu này ngon quá. Thanh Nã, không phải có gì muốn nói với anh hay sao? Có lẽ muốn nói cho anh biết, bữa tiệc rượu này đây, đúng ra là một hồng môn yến. Ở đây là thẩm cung của em, không lẽ ngay cả thanh á của anh cũng không tin hay sao? Phải cũng không có sao. Anh biết em vì con, cái gì cũng có thể làm được cả. Tuy rằng anh đây già, nhưng mà già còn chưa đến nỗi già tới sợ sự đâu. Anh không chịu tha cho chứ anh? Đương nhiên là không có chịu tha cho nó. Nó đi giết chết chú ruột của nó rồi. Đó không phải là ý của nó, bởi vì nó... Đừng có nói thêm nữa. Hôm nay là sinh nhật của em cần phải vui vẻ mới đúng đó. Mệt rồi đi ngủ đi. Đợi một chút. Đại Hận, em thật sự không muốn xưng hô với anh như vậy đâu. Hay là nể tình phận của vợ chồng chúng ta? Hãy nói cho em biết một câu sự thật. Anh thật sự không muốn để cho Chư Anh làm trừ quân nữa hay sao? Tại sao vậy? Không lẽ chỉ vì cái tội đó hay sao? Em thật sự mong muốn nó làm hãn dương hay sao? Những cái chuyện đó em cũng đã nói với Chư Anh rồi. Từ cái ý của em, em chỉ muốn cuộc đời này của nó sống một cách bình yên thôi. Ở phía sau dương vị của triều nào đại nào lại không có máu tanh và nước mắt. Nhưng mà trong lúc đêm khuya vắng người, em đã suy nghĩ trước sau. Cuộc đời này những người mà em có lỗi nhất chính là ma phụ của em, A Ma và Ngạc Nương. Tất cả những cái gì họ cho em, em đã đốt sạch sẽ hết trong một trận lửa. Cái mà em có thể hồi báo cho họ chỉ có Chư Anh. Đó là một cháu ngoại mà họ thương yêu nhất. Ngoài ra đứa con nó giống như là anh vậy, có quyết tánh, có hoài bão. Tất cả các A Ca, chiến công của nó có thể có được sự vinh dự của một trừ quân. Ở trong mắt của mấy bà mẹ, con của họ lúc nào cũng là người tốt nhất. Nhưng đáng tiếc em không phải là hãn dược. Em không có quyền lực để chọn lựa trừ quân dùm cho anh. Em hiểu rõ rồi. Thì ra cái người mà anh hận nhất chính là em. Ngày xưa em thật sự không nên theo lời căn dặn của Gia Gia, đuổi anh ra khỏi Độc Gia Trang. Những cái chuyện này đã làm cho anh buồn. Nhưng mà công lao mấy chục năm của em cũng không thể bù đắp được cái sự thiếu hụt đó hay sao? Anh không muốn nghe những chuyện năm xưa nữa. Nhưng mà anh không muốn nghe.